Không thì làm biển số điện thoại cây nào là thuế gốc cây đấy. Có khi thế thật thì tối nay về làm cái biển. Tối nay về làm cái biển sẵn xong là quay cây nào đặt luôn biển ở dưới cây đấy. Làm mã số cây luôn ấy. Cho dễ. Cho dễ quay. Các bác xem like, các bác thả tim thả like cho em ấy mọi người ơi. Nó đang bị ngược sáng đấy. Cây này là màu đỏ đô nhá. Màu đỏ đô, màu sắc của nó rất là tươi sáng đấy. Không biết quay lên like nhìn có rõ không. Để em xem cây nào nhiều hoa ấy. Đây, bên này có vẻ sáng hơn này. Bên này nhìn có vẻ sáng hơn này. Đây, quay cây này nhá. Cây này là hoa ngũ sắc nha các bạn nhá. Cây này là hoa ngũ sắc. Hoa ngũ sắc, hàng này hàng nhập. Hàng này là hàng hoa ngũ sắc của Thái Lan nhá. Hoa ngũ sắc Thái Lan. Cây cực kỳ đẹp luôn. Hoa ngũ sắc này. Tông màu của nó là tông màu cam này này, rất là đẹp này. Cây này là tông màu cam này nhá. Tông màu cam này. Đấy, khi mới lở ra thì nó lại màu hơi hồng hồng này. Cái lụ của nó đấy nhá, khi mới lở thì màu nó lại hơi hồng hồng như này. Còn khi mà nó rực màu lên ấy. Đây. Tán của cây này nó khoảng tầm 1m8 các bác nhá. Tán của cây này nó rơi vào khoảng 1m8. Cây này mà khi mà rộ hoa, cây này mà khi mà rộ hoa thì các bác nhìn nó phê luôn. Tán cây này 1m8 đến 2m. Đây là cây này là bên nhà, bên vườn em vừa xén hoa đấy. Cây này là bên vườn em vừa xén hoa. Chứ còn nếu mà lúc nó rộ hoa thì các bác sẽ nhìn thấy là trên cây nó toàn hoa là hoa thôi. Hoa nó rực rỡ luôn. Trên cây toàn hoa là hoa, hoa rực rỡ luôn ạ. Đây. Cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đẹp chưa? Rất là đẹp luôn này. Rất là đẹp luôn này. Đấy, tông màu rất là đẹp nhá. Thủy quay mặt anh xem nào. Em vừa quay mặt từ tối hôm qua, à tối hôm qua vừa phát like xong, tối nay nhá, tối nay vừa phát like nói chuyện nhá. Còn bây giờ thì em phải bán hàng đã. Bây giờ em phải bán hàng đã, không quay mặt bây giờ xấu như chó. Đây. Đây là hoa ngũ sắc Thái nha các bạn nhá, cực kỳ đẹp luôn. Cây này tán 2 mét. Cây này tán của em là tán 2 mét. Tán 2 mét này, bắt đầu ưng cây này thì chốt đơn cho em này. Ưng cây này thì chốt đơn chuyển màn hình cho em. Ưng cây này thì inbox vào số điện thoại em để đầu kênh nhá. Số điện thoại 969 162 214 giúp em. Hoa ngũ sắc Thái Lan. Không buôn bưởi à chị, có nhá. Bưởi thì tầm này vẫn chưa buôn nhiều vì tầm này chưa có nhiều người mua. Nếu mà ôm bỏ tiền ra để đi ôm vườn ở tầm này để mà bán cho mọi người thì mình sẽ bị tốn vốn rất là lâu. Nên tầm này bọn mình vẫn chưa ôm vườn đâu, phải tầm 1-2 tháng nữa thì bắt đầu mới có bưởi bán cho mọi người nhá. Tầm này thì mình sẽ bán chanh. Cho mình hỏi giá cây trà là. Trà là có nhiều cỡ cây lắm bạn Quyết Vũ ơi. Quyết Vũ ơi, mua hàng thì bạn IP vào số điện thoại của mình là 969 162 214. Hoặc là bạn nhắn tin vào phần tin nhắn Messenger của trang Góp Nhà Cắt Đá nhá. Bạn cứ nhắn tin vào cho mình là mình sẽ trả lời mọi người. Từ hôm nay trở đi là khỏi ốm là sẽ đi phát live thường xuyên. Kể cả ít mắt xem cũng sẽ phát live thường xuyên. Từ hôm nay này em sẽ đi phát live thường xuyên nhé mọi người nhá. Các bạn mua cây gì các bạn cứ nhắn tin vào phần tin nhắn của kênh nhà mình. Xong là mình sẽ trả lời mọi người nhá. Mọi người cứ để lại số điện thoại cho mình là được. Không like hồng à chị, khó. Lát nữa, bây giờ like ngũ sắc trước đã. Like ngũ sắc trước đã, like ngũ sắc ít nhất nửa tiếng. Like ngũ sắc ít nhất là 1 tiếng đi. Like ngũ sắc 1 tiếng. Mình mới like được, ngũ sắc này mới được 10 phút thôi. Trông thế thôi mà mới like được 10 phút thôi. Anh TikTok này, anh yêu cầu là mỗi một ca like phải like được 1 tiếng trở lên ấy. Thì lần sau like thì mới được đề xuất, thì mới được đề xuất like ấy. Còn nếu mà mình like mà mình ngắt like nhanh quá thì sau sẽ không được đề xuất người xem đâu. Em bây giờ sẽ phải làm bài bản một lại một tí. Đây. Hoa ngũ sắc nhá. Bác nào quan tâm ngũ sắc thì IP cho mình là cây cực kỳ đẹp luôn. Tán cây đều tán 2 mét đấy. Tán 2 mét nhá.
có rất là nhiều màu, đa dạng màu nhé các bạn nhá, đa dạng màu. Màu này đẹp này. Đây, bưởi năm nay giá cao không chị? Tầm này thì giá nó vẫn cao, tầm này mua là giá cao đấy. Có vườn cao vườn không, nói chung là năm nào cũng thế. Cứ tìm được vườn nào mà ông bà già ấy, kinh nghiệm để đi mua bưởi cho các bạn được giá rẻ nhá, là các bạn mà đi mua của những vườn mà có ông bà già, mà người ta nhiều tuổi, người ta không phải thanh niên trẻ đâu, người ta ít vốn, thì là đến tầm này là người ta sẽ ra hàng cho các bạn giá mềm mại để người ta thu hồi được tiền sớm. Người ta sẽ bán giá rất là mềm. Còn của những người mà thanh niên trai tráng và tầm tuổi mà ít tuổi ấy, thì người ta bán sẽ rắn hơn là những ông bà già nhá. Đấy là kinh nghiệm mua đi ôm vườn của các bạn ấy, để mình kinh nghiệm của mình mà đi mua ấy. Các ông bà già bán giá mềm lắm. Còn là thanh niên trai tráng thì người ta sẽ bán giá nhỉnh hơn một tí xíu. Cây ngũ sắc này tán 2 mét này, tán 2 mét này, tông màu đỏ đô vàng cam. Đỏ đô vàng cam nhá. Hoa quanh năm này. Đây. Đẹp chưa? Mọi người xem like thả tim thả like cho mình với. Mình phát like cái like này mình sẽ phát ít nhất là nửa tiếng. Phát ít nhất là nửa tiếng sau đó mình sẽ đi phát mộc hương nhá. Phát ít nhất nửa tiếng sau đó mình sẽ đi phát mộc hương cho các bạn. Phát ít nhất nửa tiếng cái cây này xong sau đó sẽ đi phát mộc hương. Mộc hương sau đó là hoa hồng. Sau đó là chanh nhá, sau đó là chanh. Hoa hồng với cả cái cây gì nhỉ? Cây gì năm nay hồng phụng à? Đúng rồi, hồng phụng. Đợt này là các bạn ấy rất là hot hit cây hồng phụng nhá. Đợt này các bạn ấy rất là hot hit cây hồng phụng. Trên mạng các bạn ấy đều bán một củ tám, nhưng mà mình thì bán giá thì rẻ hơn. Cây này em bán 2,5 củ nhá. 2,5 củ. Bác nào mua hàng thì IB cho em. Cây rất là đẹp. Hoặc cây này này. Cây này là bác nào mà thích cái tông màu hồng tím nhá. Hồng tím thì cây này cực kỳ phê luôn. Cây này là cây tròn tán này. Cây này là cây tròn tán nhá các bạn nhá. Cây tròn tán. Bạn Ngọc Tống ơi, giá 2,5 củ nhá các bạn nhá. Giá 2,5 củ mà có cả cái chậu như này luôn rồi. Giá 2,5 củ mà có cả cái chậu như này nhá, thì là giá như thế nó rất là mềm. Giá 2,5 củ có cả cái chậu như này rồi. Ai ưng thì IB cho em. Cái chậu này bọn em mua ngoài, các bạn mua ngoài cái chậu nó 300k rồi mà. Đấy, cả một cái cây đẹp như thế này. Cây này là cây ngũ sắc Thái Lan nha các bạn nhá, ngũ sắc Thái. Cây này rất là đẹp. Đây là nó đang hết hoa đấy. Còn nếu mà nó rộ hoa lên thì các bác nhìn nó phê luôn. Gần như trên cây ấy, trên cây các bạn sẽ không nhìn cái màu xanh của lá đâu, mà nó rực rỡ một màu hoa. Cây này 2 năm trước mình phát like đó, là mình phát like gần như là sốt điên sốt đảo luôn. Nó không phải là hàng ngũ sắc, hàng leo rủ hàng thường của mình đâu, mà nó hàng ngũ sắc Thái Lan. Hoa nó sẽ ra quanh năm, đông xuân hè thu đều ra hoa. Và chu kỳ lập hoa của nó cực kỳ nhanh. Chu kỳ lập hoa của nó chỉ 20 ngày thôi nha mọi người nhá. Chu kỳ lập hoa của nó chỉ 20 ngày thôi. Cây rất là đẹp. Tán cái này tròn tròn lung lúc luôn. Cây rất là đẹp, tán tròn nha các bạn nhá. Bắt đầu mua hàng các bạn lên số cho mình đi. Mua hàng thì lên số cho mình. IB ngay cho mình nhá. IB và ba lô cho mình. Cực kỳ đẹp luôn. 5 bác đang xem live, mỗi bác cho em xin một tim một like với mọi người ơi. Không lên mấy hay like ngoài trời vậy nhỉ? Like ngoài trời nó vậy đấy, like ngoài trời nó mạng nó không ổn định ý. Phải ngồi ở chỗ nào một chỗ nào mạng nó khỏe thì nó sẽ được nét. Like chỗ nào mà mạng khỏe cơ thì nó mới được nét. Còn đây là đang ngồi ở ngoài trời ý. Đang ngồi ngoài trời, thôi cố like đến. Có bị mờ nhiều không hả Linh ơi? Tại vì lâu không like nên là bây giờ phải like lại. Bây giờ like thường xuyên.
cái TikTok mà rất là hay là nếu mà bạn nếu mà like mà chỉ like thời gian ngắn ấy thì là sẽ không được đề xuất video đâu, không được đề xuất like đâu. Nhưng mà nếu mà mình like thường xuyên và mỗi lần like thời gian like phải kéo dài ít nhất một tiếng thì mới có khách, lần thì kéo dài cứ khoảng 3-4 phiên like như thế thì lần sau bên TikTok họ sẽ tự đề xuất khách cho xem. Còn nếu mà mình lười mình không like, lâu rồi mình không like thì khách chạy hết. Nên từ bây giờ mình sẽ chịu khó like lại nhá mọi người nhá. Từ bây giờ sẽ chịu khó like lại. Đây. Mọi người xem like nhìn có rõ không nhở? Mọi người xem like nhìn có rõ không? Chắc là phải đăng ký lại 5G chứ 4G không ăn thua. 4G không ăn thua. Em quay sát cây này. Quay sát cây cho mọi người xem này. Đấy, đây là cây ngũ sắc này. Ngũ sắc Thái. Tông màu hồng nhá. Đang đặt cái giá rồi. Đang đặt giá rồi. Đây. Cây này có 2 củ rưỡi đấy các bác ơi. Lá xanh tốt này này về các bác chỉ được tưới nước thôi nhá mọi người nhá. Đây là cây này về chỉ được tưới nước thôi, cực kỳ đẹp luôn. Cây này về chơi còn đẹp hơn cả hoa giấy luôn. Đẹp hơn chơi hơn hoa giấy phê luôn. Hoa nó thơm của dại dại rất là hay. Cây này còn đẹp hơn cả hoa giấy tán tròn. Cây này cây đẹp nhất vườn này. Cây này cây đẹp nhất vườn này. Bác nào mua hàng IB cây này cho em này. Cây này tán hơn sải tay luôn, cao cây 2 mét cả chậu. Thủy ơi cho anh hỏi cây trà là mấy hôm trước em quay với anh Dương Văn Cường ơi, anh IB ngay cho em nhá. Trà là to. Hôm trước em quay ấy, lóng của nó là lóng 2,5 m. Lóng 2,5 m, vanh của nó là vanh 170 cho đến 200, 170 cho đến 190, vanh gốc rất là to. Hàng đấy em đang bán sale off giá cực kỳ hợp lý luôn, chỉ có 17 củ một cây thôi. 17 củ một cây hàng đấy thôi anh ơi. Cái cây trà lá ấy là có 17 củ thôi. Anh IB cho em, lát em xuống là em trả lời nhá. Anh IB cho em, lát em xuống live em trả lời. Bây giờ em đang phát live mà. IB em gửi ảnh cho. Chào bạn Nguyễn Thanh Đình nhá. Chào Quốc Khánh nhá, mọi người vào xem live của em đi. Vận tải Khang Linh thì chắc hôm nay không có việc gì. Chạy qua chạy lại. Từ hôm nay này em Thủy sẽ hứa mọi người sẽ làm việc chăm chỉ, sáng mai dậy sớm từ 7 giờ đi phát live cho mọi người luôn. Có bạch kho cây vừa tiền không chị? Có nha bạn Userlem nhá. Userlem ơi mình có nha bạn. Mua bạch kho bạn IB và số điện thoại của mình nhá. IB số điện thoại mình để đầu kênh ý, 969162214 nhá. IB số điện thoại của mình nhá. IP số điện thoại của mình là 969162214 giúp mình. Mình có bạch kho nha các bạn nhá. Cái like này mình sẽ phát khoảng tầm cảm ơn bạn Đôi và Quân Cây Cảnh đã thích lên like. Cái like này thì mình sẽ phát phát 10 phút nữa nhá. 10 phút nữa xong là mình sẽ phát mộc hương nhá. Phát cái like này xong 10 phút nữa là mình sẽ phát mộc hương. Anh Dương Văn Cường ơi, anh mà mua cây trà là ăn quả, cây trà là ăn quả anh IB cho em nhá, anh IB cho em. IB vào số điện thoại em để ở đầu kênh ấy, em sẽ bán cho anh giá cực kỳ hợp lý luôn. Giá cực kỳ hợp lý. Cây là trước mặt mọi người đang xem này là cây ngũ sắc Thái Lan nhé các bạn nhá. Cây trước mặt các bạn đang xem cây này là cây ngũ sắc Thái Lan. Thời tiết hôm nay nó hơi âm u nên là em quay nó không được sáng. Nó quay nó không được sáng ấy. Thời tiết nó hơi âm u. Đây là màu sắc em đi gần rồi này. Màu sắc của cây này nó rất là đẹp. Tông màu của cây này là tông màu hồng cánh sen nhá. Tông màu hồng đậm, hồng màu hồng cánh sen. Khi mới lở thì nó sẽ màu vàng cam như thế này này. Khi mới lở nó màu vàng này, xong là nó chuyển dần màu sang màu hồng nhạt, xong là màu hơi hồng cam, xong là nó chuyển sang màu hồng nhạt và hồng đậm. Cây này từ khi nó lở hoa đến khi hoa nó tàn ấy, hoa nó cũng không bị héo, nó cũng không bị kiểu chuyển thành màu đen như các bông hoa khác đâu. Mà đến khi bông hoa nó rụng thì bông hoa nó vẫn là còn giữ được cái màu sắc tươi sáng như này nhá. Nó không có bị kiểu màu thành màu úa đâu. Tại sao cái cây hoa này người ta lại gọi là hoa ngũ sắc là bởi vì là
cái cây này ấy, từ khi hoa nó nở cho đến khi hoa nó tàn là nó sẽ ra được 5 màu hoa luôn, 5 sắc thái trên một bông hoa, 5 sắc thái trên một bông hoa nha các bạn nhá. Cây rất là đẹp luôn, cây đẹp lắm. Chơi cái này rất là hay, tán vào cây này nó là 2 mét, tán vào cây này nó là 2 mét nha các bạn nhá. Đây hoa đây, tán 2 mét, có rất là nhiều màu, nó có rất là nhiều màu nha các bạn nhá. Ai ưng thì IB và số điện thoại của em Thủy là 969 162 214 giúp em. Đây, ngũ sắc nhá. Chào bạn Pu Pao Ly, các bạn vào xem live đi các bạn ơi. Hoa ngũ sắc Thái Lan, ngũ sắc Thái Lan các bạn đừng nhầm nó sang hoa giấy nhá, nó là ngũ sắc Thái Lan, hàng nhập Thái, cây cực kỳ đẹp luôn. Đây, rất là đẹp này. Rất là đẹp nha các bạn nhá. Cây này có 2 màu này. Như cây này nó có 2 màu này các bạn này. Màu của nó là màu trắng này. Màu này của nó là màu trắng nha các bạn nhá. Màu trắng này. Còn đây là màu hồng này. Đấy. Mỗi một cái like bây giờ nhà mình sẽ phát ít nhất là nửa tiếng cho đến 1 tiếng. Có nghĩa là phải phát 1 tiếng đấy. Kiên trì nhá, cái like này sẽ phát 1 tiếng nhá. Hơn 1 tiếng thì để cho mọi người vào, mọi người biết là mình bán cái sản phẩm gì. Đấy. Ngũ sắc Thái Lan nhá. Hoa lụ ngũ sắc. Bạn nào mua hàng thì IB ngay cho em Thủy. Bạn nào mua hàng thì IB ngay cho em Thủy nhá. Hoa giấy, hoa khoan, em nhầm thì em cứ nói hoa giấy ngũ sắc là hoa thành hoa giấy. Cái này không phải hoa giấy, cái này là hoa ngũ sắc. Hoa ngũ sắc Thái, hoa ngũ sắc nhập Thái. Hoa nó có màu, cái mùi hương của nó rất là kiểu dại ấy, rất là kiểu hoang sơ. Bác nào mà thích những cái hoài niệm, những cái cũ kỹ, những cái bình dị thì mua cây này rất là đẹp. Đây, cực kỳ xinh nhá. Đây, hoa nó như thế này, em quay sát gần cho các bác xem này. Bác nào còn lăn tăn thì các bác mua ngay cho em. Rồi. Hoa kiểu thơm, mùi thơm dại. Mùi thơm rất dại nhưng mà. Đẹp chưa? Đấy, rất là đẹp luôn. Ngũ sắc đây. Tông màu này là tông màu hồng. Tông màu hồng, hầu hồng cánh sen nha các bạn nhá. Cỡ này thì nhỏ hơn này, ít tiền hơn này. À đâu không, cái này vẫn cùng cỡ đấy đấy. Cái này vẫn cùng cỡ đấy. Các bạn lên số phone cho em đi, cây cực kỳ đẹp luôn, bản giá chỉ có 2,5 củ một cây. Các bạn để lại số phone đi, cây cực kỳ đẹp này. Rồi, em đứng lên nhá, đây đứng lên là cây như này. Vừa cây nó không bị cao quá, nó vừa tầm mắt của mọi người luôn. Cây nó cao khoảng 1m8 cả chậu, tán 2m. Cây nó vừa tầm mắt của mọi người. Vừa tầm mắt, đập vào mắt mọi người là mọi người được ngắm hoa luôn. Bác nào đang setup biệt thự sân vườn, chuẩn bị về nhà mới, mình cần tìm một vài cái cây để trang trí nhà, trang trí sân vườn, thì các bác inbox cho em nhá, IB cái cây này cho em này. Cực kỳ đẹp nhá. Cây này em Thủy bán giá lên xe cho mọi người là 2,5 củ. Cây này em Thủy bán giá lên xe tại vườn cho các bác là 2,5 củ nhá. Cực kỳ đẹp luôn.